Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì Giang cho biết mình là một seller bán hàng sách tay. Facebook của mình là Facebook 32 gác. Còn không các bạn vào cái bay của mình, bay của mình là bay Super Gác. Nếu các bạn thì không ra Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào order thì các bạn cứ nhắn tin cho mình. Thì bên cửa hàng mình cũng có chuyên bán điện thoại và sửa chữa điện thoại. Nếu các bạn muốn mua điện thoại hay là sửa chữa dịch vụ gì đó, các bạn cứ tới địa chỉ của mình. 914 các mặt 28 phường 5 quận Tân Bình. Qua lại video thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Gucci. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái đồng hồ luôn nha. Và đây trên tay mình là cái bóc của thằng Gucci. Trước đó mình đã làm cái đồng hồ Gucci rồi, thì cái bóc của nó thì nó là giống như những cái bóc bình thường khác đó mọi người, giống như là giày hay là túi đều có cái bóc này nè mọi người nè. Đây rồi, thì cái bóc của nó sẽ có thêm một cái bóc ở trong nữa, kiểu như ở đây là một cái nắp đi mọi người, đó mình đậy vào trong thôi mà cũng có chữ Gucci luôn ha. Rồi thì cái bóc này thì mình chỉ cần mở ra thôi, nó là một cái hộp để đựng cái đồng hồ bên trong. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ ra cho mọi người xem luôn ha. Bên trong cái hộp mọi người nó sẽ có một cái sách hướng dẫn của thằng Gucci mọi người nè. Đó thì cái này mình thấy là ở bên trong thì các bạn chỉ đọc những cái thông tin của nó riêng thôi, cái này thì cũng không cần thiết mọi người ha. Đồng hồ này thì mình mua thì đa số thì không có bill nha mọi người, mình thấy off bill cái này. Thì ở bên trong nó sẽ có một cái mút để mọi người nè, để chúng ta đựng cái đồng hồ mọi người ha. Và đây thì hôm nay trên tay mình là có một cái đồng hồ Gucci hình con mèo. Cái phiên bản này nói chung bây giờ nó là cực kỳ hiếm luôn mọi người, bây giờ các bạn tìm mà không có luôn. Cái này trước đó mình mà tầm khoảng 2 năm 3 năm mới mình bán em này rất là nhiều, mà bây giờ là không còn hàng luôn, các bạn mua hầu như là không còn nữa. Vào store thì nhưng mà những cái store nào mà nó còn tồn lại á thì giá của nó rất là cao, nhưng mà mình mua thì được một cái giá rất là tốt. Đây thì đây là hình con mèo mọi người nè, Gucci con mèo. Đây là phiên bản, nói chung là phiên bản rất là hiếm nha mọi người. Cái này là dây của nó là dây cao su, thành ra là các bạn để ý cái dây cao su nha, khi mà các bạn xài các bạn phải kỹ. Có nghĩa là cái này dây là dây khóa, khóa là khóa bướm của nó mọi người nè. Khi mà các bạn gắn chết vào luôn á thì nó sẽ nằm như vậy, và khi mà các bạn không xài nữa thì các bạn nên bỏ vào một cái mút này để cho nó sẽ người ta giữ cái form của cái dây này nha mọi người. Và vậy cái dây này nó rất là dễ hư, rất là dễ gãy. Ví dụ như các bạn mang mà các bạn không kỹ á, nó mà gãy á, là các bạn sẽ không có thể nào mà thay được cái dây này. Thì chúng ta thay thế bằng một cái dây của dây da thôi mọi người, của cái hãng khác, hoặc là mình làm dây bằng dây handmade đó mọi người. Đó thì nó là các bạn lưu ý điều này ha. Thì cái mã đồng hồ của này là IA136322. Đó, đây là cái tag của nó mọi người nè. Thì cái đồng hồ này á, mình thấy thị trường á thì hàng nhái rất là nhiều. Nhưng mà các bạn mua các bạn để ý nha, tại cái đồng hồ này bây giờ tầm khoảng 20 mấy triệu rồi, trước đó thì tầm khoảng 10 mấy thôi, bây giờ nó đã lên tầm khoảng 20 mấy triệu, và cái giá gốc của nó tầm khoảng 30 đến 40, và nó rất là hiếm luôn. Khi mà các bạn mua các bạn để ý nha mọi người ha. Thì ở mặt trước á, cái phần dial bên trong nó sẽ hình con mèo mọi người nè, đó nhìn rất là đẹp mọi người thấy không. Và mình thấy là xung quanh của nó là nó sẽ có những cái chấm để mà và chỉ giờ á, và ở trên đầu nó sẽ có điểm 12 giờ, nó có hình ngôi sao và nó có cái hình con mèo mọi người ha. Đó, và nó có chữ Gucci nữa. Và cái phần mặt dưới của con mèo mọi người là nó sẽ có một cái gì ta, hiển thị ngày mọi người ha. Và ở đây nó sẽ có một cái vòng dial mọi người nè, cái vòng này xoay được luôn nha mọi người. Và mình thấy thì nó chỉ có kim giờ, kim phút với kim giây và cái hiển thị ngày thôi. Thì cái kim giây của nó là bằng màu đỏ mọi người nè, không rất là đẹp. Cái này hình như là buổi tối nó sẽ dạ quang luôn nha mọi người, những cái điểm giờ hoặc điểm kim đó, nó sẽ dạ quang luôn. Bên hông cái dây cao su của nó mọi người nè, nó có chữ Gucci. Nói chung là màu trắng này nó rất là dơ, thành ra các bạn xài một thời gian nó sẽ hơi bị bẩn đó mọi người. Và cái dây này nó sẽ ăn bẩn rất là nhiều luôn á. Nhưng mà các bạn xài thì các bạn đeo, thường thường là đa số chúng ta mang đồ hiệu, chúng ta mang đi chơi thôi, ít có ai mà mang thường ngày lắm. Thành ra là các bạn nên giữ kỹ nó để cho cái đồng hồ mình đẹp hơn. Cái viền bên hông của nó và cái viền ngay cái chỗ phần nút xoay này mọi người nè, nó làm bằng nhựa luôn mọi người ha, nhìn nó rất là đẹp. Nó là màu nhựa trắng, trắng xóa mà nó phối màu vàng nữa, thành ra là nhìn đẹp cực kỳ luôn á. Cái thằng này tầm khoảng size 39. 39 thì mình thấy là đa số là nam nữ mang đều được nếu mà ở châu Á, còn ở châu Âu thì đa số là nữ mang, tại vì nữ bên châu Âu người ta rất là to, tay rất là to. Cái phần khóa của nó mọi người nè, đó là có cái chữ Gucci luôn mọi người thấy không? Đó. Màu vàng luôn, rất là đẹp. Cái này là nói chung là nó khóa lại khi mà các bạn gắn vào đúng cái size tay của mình á, sau này chúng ta mở ra mở vô nó không có bị gãy cái dây này thì nó vẫn ok hơn. Nhưng mà các bạn để ý nha, mang phải rất là kỹ. Ở mặt sau thì nó có một cái hình là logo con mèo mọi người nè, đó. Thấy không? Thì cái cách chỉnh ngày của nó thì các bạn chỉ cần mở cái nút này ra nè. Cái nút này chúng ta mở một nấc ra. Thì khi mà các bạn mở ra một nấc thì các bạn xoay nè.
xoay thì cái ngày nó sẽ chạy, thấy không? Đó các bạn xoay nè, xoay thì cái ngày nó sẽ chạy nè, đó là chỉnh ngày. Còn các bạn muốn chỉnh giờ thì các bạn mở ra thêm một nấc nữa, đó, mở ra thêm một nấc các bạn xoay nè, xoay thì nó sẽ chỉnh ngày cho các bạn, xoay thì nó sẽ chỉnh giờ cho các bạn nè, đó. Và khi mà các bạn muốn cho nó chạy thì các bạn bấm vào, đó là nó sẽ chạy ha. Thì cái đồng hồ này nó chạy pin nha mọi người, nó xài bằng pin chứ không phải xài bằng auto. Thì hiện tại cái này mình mua tại store luôn, thành ra là chỉ có một cái thôi và khách nhờ mình mua dùm. Còn nếu mà các bạn thích nữa thì các bạn cứ inbox cho mình đi. Nếu mà ở store mà còn thì mình sẽ mua về cho các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình thử ướm lên đây thử cho các bạn xem ha. Đây là đồng hồ của mình nè, đồng hồ này là size 44. Thì cái em này tầm khoảng size 39. Nhưng mà mang lên các bạn thấy nè, đó. Tay mình là dạng như là xương to đó, mọi người, mà khi mà mang lên rất là đẹp, các bạn để ý nè, thấy không? Đó. Nói chung mình thấy nó giống như là cái đồng hồ Rolex vậy mọi người. Đa số Rolex thì nó tầm khoảng 30 mấy, 40 mấy thôi, chứ nó không có tầm khoảng 42 hay là 45 gì đâu. Tại vì Rolex đa số nó làm vừa cổ tay thôi. Các bạn mang thấy không nè, màu trắng nè, mang rất là sang, rất là đẹp luôn. Rồi thì nếu mà mọi người thích đồng hồ này thì mọi người cứ inbox cho mình. Mình sẽ coi ở store nào còn thì mình sẽ order cho các bạn và báo giá chính thức cho các bạn luôn. Nếu mọi người thấy cái video hay, nếu mọi người thấy cái đồng hồ đẹp, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm nút chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.